Mỗi khi Tết đến xuân về, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Cùng với truyền thống đó, Đảng ủy và chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội phường An Biên đã kết nối các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng tích cực, huy động các nguồn lực xã hội để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công đã có nhiều chuyển biến cả về lượng và chất. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường An Biên phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyết Nguyễn Cà phê Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân nhập ngũ năm 2021 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn phường. Về dự với chúng ta hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu nhà tài trợ chính. Xin được nồng nhiệt chào đón bà Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Tuyết Cà phê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nồng nhiệt chào đón bà Đặng Như Diễm, đại diện công ty. Đại biểu phường, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Các ông bà đại diện các ban ngành của phường, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường và công dân nhập ngũ năm 2021 cũng đã về dự đông đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Chương trình hội nghị của chúng ta hôm nay gồm có các nội dung sau. 1. Nhà tài trợ lên tặng quà. Và sau đây xin trân trọng kính mời bà Tuyết Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tuyết Nguyễn Cà phê tại Thành phố Hồ Chí Minh lên trao quà cho các gia đình chính sách. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa toàn thể các bác, hôm nay trong không khí mừng Đảng mừng xuân mới, Ủy ban dân phường An Biên được đón nhận tấm lòng vàng, một tình cảm hết sức đặc biệt của bà Tuyết Nguyễn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trao những phần quà đầy tình nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công với nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường luôn luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà, tạo việc làm cho các gia đình chính sách và chung tay góp sức vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Thưa quý vị đại biểu, chúng ta vô cùng ngưỡng mộ những tấm gương cao quý, những người đã cống hiến một phần thân thể của mình nơi chiến trường. Nay đang thực hiện lời Bác Hồ dạy, thương binh tàn nhưng không phế, kiên cường trên mặt trận kinh tế để cải thiện cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đến nay, trên 95% gia đình người có công với mức sống bằng hoặc trên mức sống bình quân chung của địa phương. Ở địa bàn phường, các gia đình chính sách, gia đình cách mạng đã gương mẫu xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa bằng các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.
phường đã tạo điều kiện thuận lợi và luôn khuyến khích các cá nhân, gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi xin nhiệt liệt biểu dương tấm gương tiêu biểu của các gia đình chính sách, đồng thời khen ngợi, đánh giá cao tấm lòng vàng đã đóng góp thực hiện tốt chính sách để lương đáp nghĩa. Kính thưa quý vị đại biểu, nhân dịp xuân Tân Sửu sắp tới, tôi xin thay mặt lãnh đạo ủy ban dân phường An Viên xin gửi tới bà Tuyết Nguyễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyết Nguyễn cùng toàn thể các bác gia đình chính sách có công và người có công đón một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn. Các anh các chị ở miền Nam. Ba ơi, đây là các chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, ngồi đi. Đi ra tặng quà bà đó. 101 rồi. 101 tuổi rồi. Còn ước mơ làm sao đang nghiệp phát triển để đi thăm các mẹ với lại những các thăm mẹ và hôm nay thì cũng nhân dịp Tết đến xuân mà các chị cũng đã từ những nơi rất là xa xôi đến đây để thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách ở Âu Tôm. Hôm nay đến với lại gia đình thì cũng có đồng chí Trần Anh Quân, phó chủ tịch ủy ban dân phường và cán bộ phường đi cùng với lại các bác tổ dân phố. Giới thiệu với các chị là mẹ ở đây là mẹ tên là Phạm Thị Suốt, mẹ sinh năm 1921. Đến hiện nay là mẹ chồng 105 tuổi. Thế và mẹ là có chồng và một con trai. Mẹ chồng thì hy sinh thời chống Pháp, còn con trai là sinh thời chống Mỹ. Thế và bản thân gia đình của mẹ thì rất là có một truyền thống cách mạng, tức là con dâu của mẹ là bác Phạm Thị Mai kia thì cũng là thương binh 4/4. Đấy, thế và hiện nay thì đây là con trai cả của mẹ là bác Ninh Hồng Việt, hiện nay là cũng đã làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Thế và bác Phạm Thị Mai là con dâu thì vừa là thương binh, vừa là chi hội phó của phó chủ tịch hội thanh niên kinh thanh niên xung phong của phường và là chi hội trưởng phụ nữ, trưởng ban công tác mặt trận của phường, của tổ dân phố, đóng góp qua những cái truyền thống của phường cũng là đóng góp rất là nhiều cái thành tích của bản thân cá nhân gia đình cùng góp phần xây dựng tổ dân phố vững chắc và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của phường gia đình. Thank you.